Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn địa lý lớp 9 trang 140-143. Bài 9 phần tiếp theo. 4 La Mã, sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế. Kinh tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ phát triển khá nhanh. Năm 2010 thì đóng góp 8,7% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế thì có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Một nhỏ nông nghiệp và lâm nghiệp. A. Nông nghiệp, phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, cây dược liệu. Cây công nghiệp lâu năm, Trung Du và miền núi Bắc Bộ là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của cả nước, trong đó chè là cây trồng chủ lực. Chè được trồng nhiều ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Thương hiệu chè xanh Tuyết Mộc Châu, Sơn La. Chè xanh Tuyết Hà Giang, chè Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng trong nước và thế giới. Mô hình sản xuất hữu cơ, truy xuất nguồn gốc đang được triển khai ở một số vùng trồng chè. Trong những năm gần đây thì vùng còn phát triển cây cà phê ở Sơn La, bước đầu cho hiệu quả cao. Kem xem bảng 9.3 diện tích cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ năm 2010 và năm 2021. Rồi tiếp theo. Hình 9.2 bản đồ kinh tế vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ năm 2021. Cây ăn quả. Trung Du và miền núi Bắc Bộ là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn của nước ta. Diện tích trồng cây ăn quả tăng nhanh, cơ cấu đa dạng. Một số cây được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, đáp ứng điều kiện xuất khẩu. Thì cây ăn quả được phân bố rộng khắp ở các tỉnh nhưng tập trung nhiều ở Sơn La, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình. Tiếp theo là cây dược liệu. Trung Du và miền núi Bắc Bộ cũng là vùng trồng dược liệu có quy mô lớn cả nước, chiếm 67% diện tích cả nước năm 2021. Các loại cây dược liệu chủ yếu như là quế, hồi, tam thất, đương quy, đỗ trọng, thảo quả, vân vân. Về chăn nuôi gia súc thì vùng đứng đầu cả nước về số lượng trâu và lợn. Trâu thì được nuôi nhiều ở Hà Giang, Điện Biên, Sơn La. Lợn thì được nuôi nhiều ở Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên. Chăn nuôi bò sữa cũng được chú trọng phát triển, đặc biệt là ở Mộc Châu, Sơn La. Tiếp theo, hình bảng 9.4 số lượng một số gia súc của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ năm 2010-2021. Theo nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2016-2022. Tiếp theo, B. Lâm nghiệp. Thì trong những năm gần đây, nhờ thực hiện chính sách giao đất cho người dân và chuyển mạnh sang trồng rừng sản xuất nên diện tích rừng trồng của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ ngày càng mở rộng. Năm 2021 thì đạt 1,6 triệu hectare. Nhờ có nhiều chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ lâm sản nên sản lượng gỗ khai thác của vùng cũng tăng. Năm 2021 khoảng 5,4 triệu mét khối. Tiếp theo trả lời câu hỏi dựa vào thông tin và hình 9.2. Hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Như vậy, về tình hình phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, thì phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, cây dược liệu. Cây công nghiệp lâu năm là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của cả nước. Chè là cây trồng chủ lực, trồng nhiều ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Rồi các thương hiệu chè xanh Tuyết Mộc Châu, chè xanh Tuyết Hà Giang, chè Tân Cương nổi tiếng trong nước và thế giới. Mô hình sản xuất hữu cơ, truy xuất nguồn gốc đang được triển khai. Những năm gần đây còn phát triển cây cà phê ở Sơn La. Về cây ăn quả thì là vùng trồng cây ăn quả lớn của cả nước. Diện tích trồng cây ăn quả tăng. Cơ cấu đa dạng gồm mận, lê, xoài, nhãn, vải, cam. Một số cây được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, đáp ứng điều kiện xuất khẩu. Phân bố rộng khắp các tỉnh, tập trung ở Sơn La, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Về cây dược liệu thì là vùng trồng dược liệu có quy mô lớn ở nước ta, chiếm 67% diện tích cả nước, chủ yếu là quế, hồi, tam thất, đương quy, đỗ trọng, thảo quả. Chăn nuôi gia súc thì đứng đầu cả nước về số lượng trâu và lợn.
trâu nuôi nhiều ở Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, lợn nhiều ở Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên. Chăn nuôi bò sữa cũng được chú trọng phát triển, đặc biệt là ở Mộc Châu, Sơn La. Về lâm nghiệp thì nhờ thực hiện chính sách giao đất cho người dân và chuyển sang trồng rừng sản xuất nên diện tích trồng rừng ngày càng mở rộng. Năm 2021 thì đạt 1,6 triệu hecta. Nhờ nhiều chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ lâm sản nên sản lượng gỗ khai thác tăng, năm 2021 là 5,4 triệu mét khối. Tiếp theo ba nhỏ, công nghiệp, khai thác khoáng sản và thủy điện. A nhỏ, một số khoáng sản của vùng đã được khai thác như là apatit ở Lào Cai, than quặng sắt ở Thái Nguyên, chì kẽm ở Bắc Cạn, Tuyên Quang, đất hiếm với quy mô nhỏ ở Lai Châu, đá vôi nhiều nơi như là Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang. Trong vùng đã xây dựng được nhiều nhà máy thủy điện, các nhà máy thủy điện có công suất lớn là Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu. Các nhà máy thủy điện đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo động lực cho sự phát triển của vùng. B. Các ngành công nghiệp khác. Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống phát triển mạnh, phân bố rộng khắp các tỉnh, góp phần ổn định các vùng sản xuất, tạo ra nhiều mặt hàng phục vụ tiêu dùng xuất khẩu. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính phát triển nhanh, tập trung ở các trung tâm công nghiệp Phổ Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang. Câu hỏi dựa vào thông tin và hình 9.2 hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Như vậy, tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Ngành khai thác khoáng sản và thủy điện. Thì một số khoáng sản được khai thác như là apatit ở Lào Cai, than quặng sắt ở Thái Nguyên, chì kẽm ở Bắc Cạn, Tuyên Quang, đất hiếm có quy mô nhỏ ở với cái quy mô nhỏ ở Lai Châu, đá vôi nhiều nơi như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang. Rồi xây dựng nhiều nhà máy thủy điện, các nhà máy thủy điện công suất lớn là Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo động lực cho phát triển của vùng. Các ngành công nghiệp khác, công nghiệp chế biến rau quả phát triển mạnh và phân bố rộng khắp các tỉnh, góp phần ổn định các vùng sản xuất, tạo ra nhiều mặt hàng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính phát triển nhanh. Các ngành công nghiệp này tập trung ở các trung tâm công nghiệp như Phổ Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang. Tiếp theo số 4 nhỏ, dịch vụ. Ngành dịch vụ ngày càng phát triển, đóng góp 34,5% trong cơ cấu GRDP của vùng năm 2021. Các lĩnh vực du lịch, thương mại, giao thông vận tải được chú trọng đầu tư phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. A nhỏ, du lịch. Du lịch được xác định là ngành kinh tế thế mạnh của vùng, đang phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thị trường du lịch thì được mở rộng với các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của vùng. Thì một số cái điểm thu hút nhiều khách du lịch như ví dụ như là Sapa này, vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai hoặc là Mộc Châu, Sơn La, rồi khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ, cao nguyên đá Đồng Văn hoặc là khu di tích lịch sử Bắc Bó, thác Bản Dốc hay là Mù Cang Chải, Hồ Ba Bể. Xu hướng phát triển du lịch của vùng là tập trung vào du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc, du lịch về cội nguồn. B. Các ngành du lịch, các cái ngành dịch vụ khác. Thương mại thì trong những năm gần đây thì hoạt động nội thương và ngoại thương của vùng ngày càng phát triển. Giao thông vận tải thì năm 2021 thì khối lượng hàng hóa vận chuyển của vùng chiếm 10,3% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển của cả nước. Trong vùng đã hình thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối với thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế, các cửa khẩu. Về tài chính ngân hàng thì trong những năm gần đây, hoạt động tài chính ngân hàng của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì khá phát triển. Việc chuyển đổi số trong cái lĩnh vực này đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Câu hỏi dựa vào thông tin
và hình 9.2 hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì ngành dịch vụ ngày càng phát triển, đóng góp 34,5% trong cơ cấu GRDP của vùng năm 2021. Các lĩnh vực được chú trọng đầu tư phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Về du lịch thì ngành kinh tế là cái ngành kinh tế thế mạnh của vùng, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021 thì đón hơn 12 triệu lượt khách nội địa, hơn 190.000 lượt khách quốc tế. Thị trường du lịch mở rộng, sản phẩm du lịch đặc thù gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên. Các cái địa điểm thu hút khách du lịch như là Sapa, vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu, di tích lịch sử Điện Biên Phủ, cao nguyên đá Đồng Văn hoặc là khu di tích Bác Bó, thác Bản Giác, Mù Căng Chải v.v. Xu hướng phát triển là tập trung vào du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc, du lịch về cội nguồn. Các ngành du lịch khác về thương mại thì hoạt động nội thương và ngoại thương ngày càng phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 là chiếm 6,1% cả nước. Các tỉnh hoạt động thương mại phát triển là Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ. Về giao thông vận tải thì năm 2021 có lượng hàng hóa vận chuyển chiếm 10,3% tổng cả nước. Để hình thành hệ thống đường cao tốc kết nối với thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế, các cái cửa khẩu, cảng biển quốc tế. Về tài chính ngân hàng thì hoạt động tài chính ngân hàng phát triển. Việc chuyển đổi số đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng. Tiếp theo luyện tập số 1 nhỏ vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đầu tiên là địa hình đất. Địa hình đa dạng, đất ferrite đỏ vàng phát triển, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả phát triển lâm nghiệp sản xuất lương thực, địa hình scatter phát triển du lịch. Về khí hậu thì khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao. Địa hình trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây rau có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới, lợi thế phát triển du lịch. Về nguồn nước thì có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, nhiều sông có tiềm năng lớn về thủy điện. Giá trị về nuôi thủy sản nước ngọt, nước tưới cho nông nghiệp, các hồ thủy điện, thủy lợi, hồ tự nhiên, nguồn nước nóng phát triển du lịch. Về rừng thì diện tích rừng lớn với nhiều vườn quốc gia có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ sinh thái đa dạng phát triển lâm nghiệp, du lịch sinh thái. Về khoáng sản thì đa dạng nhiều loại giá trị kinh tế cao, phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Tiếp theo số 2 nhỏ là thu thập thông tin giới thiệu về một trong các nhà máy thủy điện của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ theo gợi ý, tên nhà máy, năm khởi công, năm khánh thành, quy mô, công suất và vai trò.